Pokemon thời đại vương giả thiết thối thủy thượng phiêu R Adop. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Sáng sớm, 7 giờ đồng hồ, thế giới Pokemon, Johto địa khu, Goldenrod City, nào đó tòa nhà hai tầng lầu nhỏ trước cổng chính. Rát tương đương, một tiếng, một tên thiếu niên tóc đen đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, hắn đang cấp trong phòng một người trung niên Mỹ phụ nói ra một câu ta ra cửa, về sau, hắn liền hấp tấp đi lên đường đi. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú, làn da rất trắng, dáng người quân sưng, thân cao chừng có 15 mét, giữ lại một cái nghiêng păng kiểu tóc, trên thân bên trong mặc một bộ màu lam tê, sớt. Bên ngoài thì phủ lấy một kiện màu xám áo khoác, dưới thân thì là một đầu tu thân màu đen quần jean. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu trên mặt của hắn, cặp kia con mắt màu đen hiển thị rõ lấy thâm thúy cùng cơ chí tại dưới chân giày chạy bộ trợ giúp dưới thiếu niên chạy tốc độ rất nhanh ngắn ngủi mười mấy giây hắn liền chạy ra khỏi bên trên khoảng trăm thước trên đường đi vội vàng hành tàu thiếu niên đều sẽ chủ động cho phụ gần một chút nhận biết sáng sớm hàng xóm chào hỏi mà các bạn hàng xóm đối cái này lễ phép thiếu niên cũng mười phần yêu thích nhao nhao làm ra đáp lại rất nhanh, thiếu niên liền đi tới phụ cận một cái xe buýt điểm đỗ, khi hắn lúc đến nơi này, vừa vặn có một cỗ xe buýt tiến đến. Bất quá tại Goldenrod City cái này sinh hoạt tiết tấu thật nhanh quốc tế đại trong đô thị, 7 giờ đồng hồ liền lên tới làm đám người đơn giản không cần nhiều. Bởi vậy lúc này điểm đỗ bên trên đã đứng đấy không ít người, đi qua một phen chật vật đưa đẩy, thiếu niên rốt cục thành công leo lên xe buýt đồng thời rất may mắn tại xe buýt cuối cùng sắp xếp tìm được một cái trống không chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó, hắn liền từ áo khoác trong túi áo xuất ra một bộ có chút cũ cũ smartphone, sau đó ấn mở bên trong một cái tên là Pokemon tầm nhìn áp thế giới Pokemon bên trong tất đấy tất đấy. Một giây sau, một cái video cửa sổ liền xuất hiện, đại lượng bị người mới nhất thượng truyền Pokemon đối chiến video nhau nhau xuất hiện ở phía trên. Thiếu niên dùng ngón tay hướng xuống rồi, thô sơ giản lực địa đảo qua một chút về sau, hắn liền trở về tới tầng cao nhất, sau đó ấn mở bên trái nhất cái nào điểm kích xuất cao nhất video. Rất nhanh, một trận từ Sino Champion Cynthia cùng Sino hệ Phi Elite Flynn Elite thi đấu đối chiến liền hiện lên ở thiếu niên trong mắt. Trong video, Cynthia hoàn toàn như trước đây cường đến đáng sợ, dựa vào một cái Empoleon trực tiếp liền đem Flin ba cái Pokemon liên tục đánh bại. Cuối cùng Flin phái ra vương bài Infernet mới dừng bại thế, đồng thời còn thành công nghịch chuyển chiến tích nhất cử đem Cynthia về sau phái ra ba cái Pokemon đánh bại. Nhưng làm Cynthia phái ra Garchomp về sau, Flin Infernape không ngạc nhiên chút nào địa bị đánh bại, hắn cuối cùng phái ra hai cái hệ fire Pokemon cũng bị Garchomp của Cynthia đánh bại dễ dàng. Đến tận đây, Cynthia lần nữa duy trì ở nàng từ đăng lâm champion sau tại Elite thi đấu bên trong bất bại thần thoại làm video lúc kết thúc, trong xe cũng vang lên Yasuda sở nghiên cứu tức sắp tới loa phóng thanh, thiếu niên nghe vậy, hắn liền lập tức thối lui ra khỏi áp, sau đó kiên nhẫn chờ đợi xe buýt dừng lại. Chỉ chốc lát sau, xe buýt vững vàng tại trạm điểm dừng lại, thiếu niên cũng theo một số người đi xuống xe đi sau khi xuống xe, xuất hiện tại thiếu niên trong mắt là một tòa cùng loại cự đàn cỡ lớn công trình kiến trúc, nó chiếm diện tích tối thiểu cao tới hơn ngàn mét vuông. Cái này tại tắc đất tắc vàng trung tâm thành phố tuyệt đối xem như một tòa giá trị không thể đo lường công trình kiến trúc. Chính là chỗ này, đi thôi, Ellen, ngươi trên nơ con đường sắp bởi vậy triển khai. Thiếu niên nhìn lên trước mặt cái này một tòa cự đại công trình kiến trúc, trong lòng nhất thời sinh ra vẻ kích động, tuấn tú trên mặt có chút đỏ lên, tràn đầy mong đợi thầm nghĩ. Thiếu niên tên đầy đủ gọi elon Adolph, năm nay 12 tuổi, tốt nghiệp ở Goldenrod City thứ nhất, trên nơi trường học Goldenrod Học viện, hôm nay là hắn chính thức xuất đạo thời gian. Bây giờ xuất hiện tại Ellen trước mặt cỡ lớn công trình kiến trúc là Goldenrod City chứ danh Pokemon tiến sĩ Yasuda tiến sĩ sở nghiên cứu. Ellen hôm nay chính là muốn từ cái này một gã tên Pokemon tiến sĩ trong tay thu hoạch starter Pokemon cùng Pokedex. Tại có giới thiệu sách trợ giúp dưới, Ellen phi thường thuận lợi tiến vào cái này một tòa đề phòng xâm nghiêm sở nghiên cứu bên trong, hắn vừa đi vào bên trong một tên bên người đi theo một cái Magneton thực tập nghiên cứu viên liền lập tức chào đón hỏi thăm hắn ý đồ đến. Nguyên lai like người chính là Elon A, lần này Goldenrod học viện ưu tú nhất tốt nghiệp, thật sự là không tầm thường, mời đi theo ta đi, tiến sĩ đã ở tầng chót vót phòng nghiên cứu trung đẳng đợi đã lâu. Thực tập nghiên cứu viên tiếp nhận Ellen trên tay đưa tới giới thiệu sách thô sơ giản lược xem xét về sau, hắn liền Ellen gật gật đầu, dùng hơi nụ cười hiền hòa nói với Ellen. Goldenrod Học viện là zoto địa khu nổi danh nhất trên nơ trường học, nhưng là gian này trên nơ trường học học tập điều kiện 10 phần hà khác. Bất luận cái gì người muốn vào học cái này trong trường học nhất định phải đi qua một hệ liệt phi thường khó khăn nhập học khảo thí. Cái này một loạt nhập học khảo thí phân biệt bao quát 500 đường Pokemon chi thức lựa chọn nhất định phải trả lời 90% trở lên cùng hoàn thành 10 trận Pokemon đối chiến thắng liên tiếp. Nếu như nói tham gia nhập học khảo thí người là một tên đã trưởng thành lại trải qua qua một đoạn thời gian tôi luyện trên nơ. Như vậy Goldenrod Học viện mở ra nhập học khảo thí khả năng cũng không phải là đặc biệt khó, nhưng làm nhập học khảo thí người đổi thành một tên 6 tuổi nhi đồng. Độ khó kia tuyệt đối là ác mộng cấp bậc. Không có sai, Goldenrod học viện con tuyển nhận 6 tuổi trở xuống sinh viên, siêu qua tuổi tác người hết thầy sẽ không trao tặng nhập học khảo thí tư cách. Nói tóm lại, có thể học tập tại trường này người từ nhỏ liền đã thể hiện ra cực cao trên nơ thiên phú, bọn hắn chỉ cần không nửa đường chết yểu. Tương lai đều rất có thể sẽ thành làm tên động một phương trên nơ cường giả. Ellen đã từng liền học tập tại cái này chỗ trên nơ trong trường học, đồng thời cuối cùng còn lấy ưu dị thành tích hoàn thành việc học. Trên thực tế, Ellen sở dĩ có thể học tập tại cái này một chỗ tinh anh tụ tập trên nơ trường học rất lớn nguyên nhân là nhờ vào hắn nào đó cái bí mật. Bí mật này liền là Ellen nhưng thật ra là một tên đến từ dị giới người xuyên việt, hắn lúc này cái kia bây giờ chỉ có 12 tuổi trong thân thể cất giấu một cái hơn 30 tuổi linh hồn chính là bởi vì cái này nguyên nhân Ellen từ nhỏ liền phi thường hiểu chuyện đồng thời khi hiểu được Pokemon mới là cái thế giới này nhất lực lượng trọng yếu về sau hắn liền phi thường chủ động đi học tập các loại có thể lấy được Pokemon chi thức Cái gì là Pokemon đâu Pokemon là Ellen bây giờ vị trí trong thế giới một loại không thể tưởng tượng nổi sinh vật bọn hắn chủng loại phong phú đồng thời nắm giữ lấy điều khiển phay hỏa diễm dòng nước cuồng phong các loại siêu tự nhiên năng lực. Tại thời kỳ viễn cổ, Pokemon cũng bị nhân loại xưng chi là ma thú, đến cận đại thời kỳ, theo nhân loại phát minh một loại tên là Pokebo đạo cụ, nhân loại bắt đầu có nắm giữ điều khiển ma thú năng lực. Từ đó, một loại tên là trainer nghề nghiệp theo thời thế mà sinh. Gì là trainer? Đơn giản nói tới, trainer liền một loại lấy thu phục Pokemon, huấn luyện Pokemon cùng sử dụng Pokemon tiến hành chiến đấu nghề nghiệp. Bọn hắn là nhân loại đặt chân ở cái thế giới này cường đại lực lượng. Trải qua hơn trăm năm phát triển, Pokemon cùng nhân loại quan hệ càng phát chặt chẽ, nguyên bản bị mọi người e ngại ma thú cũng dần dần bị mọi người thân thiết xưng chi là Pokemon. Nhờ vào Ellen tổ tiên đã từng liền đi ra không ít trên đồng thời trong đó một tên càng có chút danh tiếng chuẩn thiên vương cấp trên nơ. từ những này tiền bối lưu lại trên bút ký bên trong học xong rất nhiều quý giá Pokemon tri thức. Dựa vào những này Pokemon tri thức, Ellen mới tại khi 6 tuổi thuận lợi thông qua được Goldenrod học viện nhập học khảo thí, sau đó đi qua 6 năm hệ thống tính học tập hắn lúc này đã là một tên nắm giữ lấy phong phú pokemon tri thức người ngài quá khen ta hiện tại chỉ là một tên đang chuẩn bị xuất đạo trên nơ mà thôi cùng còn trẻ như vậy liền đã thành là yasuda tiến sĩ học sinh ngài so sánh ta cái này chút ít thành tựu dễ bản liền không có cái gì ghê gớm ellen nghe thấy trước mắt cái này một tên tuổi trẻ thực tập nghiên cứu viên nói như vậy lập tức lắc đầu có chút tự diễu nói ra rất hiển nhiên thực tập nghiên cứu viên đối với elon khiêm tốn thái độ cùng theo như lời nói phi thường hưởng thụ nụ cười trên mặt lập tức liền trở nên càng phát ra sán lạn lại chủ động cho elon nói về một chút lần này starter pokemon tư liệu đến cứ như vậy cả hai một bên trò chuyện một bên dựng lấy thang máy hướng cự đàn công trình kiến trúc tầng cao nhất đi qua pokemon thời đại vương giả thiết thối thủy thượng phiêu r yasuda tiến sĩ nghe chọn bộ tại mê audio com rất nhanh thang máy liền đạt tới tầng cao nhất elon cùng thực tập nghiên cứu viên vai sóng vai từ lúc mở trong thang máy đi tới sau đó tại thực tập nghiên cứu viên dẫn đầu dưới elon phi thường thuận lợi địa đi tới yasuda tiến sĩ bình thường nhất thường đợi phòng nghiên cứu cổng Ellen, tiến sĩ liền tại bên trong, đừng lo lắng, tiến sĩ người rất tốt, chỉ cần không phạm húy húy, hắn đều là phi thường dễ nói chuyện, ngươi đi vào đi. Đi vào phòng nghiên cứu cổng về sau, thực tập nghiên cứu viên liền dừng lại, sau đó quay đầu cười đối một bên đồng dạng dừng lại Ellen nói ra. Ta đã biết, tạ ơn ngài một đường nhắc nhở, Thomas tiên sinh, thật phi thường cảm tạ ngài. Ellen nghe vậy điểm điểm, sau đó có chút hướng trước mặt thực tập nghiên cứu viên Thomas Cook khom người, một mặt cảm kích nói ra. Vừa nói xong, hắn liền dùng sức đẩy ra trước mặt phòng nghiên cứu đại môn, xảy bước đi đi vào. Dọc theo con đường này, Thomas mặc dù nói sự tình không coi là nhiều, nhưng đối với Ellen nói tới đều phi thường hữu dụng. Nhất là liên quan tới Yasuda tiến sĩ một chút yêu thích cùng kiêng kỵ càng làm cho hắn như nhặt được trí bảo đối với Yasuda tiến sĩ cái này một gã tên Pokemon tiến sĩ hiểu rõ, Ellen trước mắt vẻn vẹn con ở vào trên giấy hiểu rõ mà thôi. Hắn chỉ biết là Yasuda tiến sĩ tướng mạo cùng đối phương là chuyên môn nghiên cứu Pokemon di truyền phương diện này quyền uy chuyên gia, lại nhiều liền không có. Bởi vậy, Ellen vừa tiến vào sở nghiên cứu thời điểm là có chút khẩn trương. Dù sao hắn sẽ phải gặp là một tên tương lai sẽ mang đến cho hắn ảnh hưởng rất lớn chứ danh Pokemon tiến sĩ. Chú, Pokemon tiến sĩ là nghiên cứu Pokemon quyền uy chuyên gia, bọn hắn đang nghiên cứu Pokemon ở một phương diện khác có viễn siêu thường nhân lý giải. Chính là bởi vì là có những này chăm chỉ không ngừng thăm dò Pokemon bí mật người tồn tại, nhân loại mới có thể càng ngày càng hiểu rõ Pokemon. Đóng ngoặc đơn. Nếu như mình không cẩn thận nói nhầm mạo phạm đối phương, nói không chừng đối phương sẽ cho hắn tiểu hài xuyên, nói thí dụ như cho hắn một cái tư chất không tốt starter pokemon, nếu nói như vậy. Vậy hắn thật là khóc không ra nước mắt. May mắn Thomas vừa rồi cho hắn học thêm, để hắn đối với Yasuda tiến sĩ có càng hiểu rõ sâu hơn, điều này làm hắn tiếp xuống cùng Yasuda tiến sĩ gặp mặt có không sai chuẩn bị lần đi vào phòng nghiên cứu trước tiên xuất hiện ở trong mắt là một mặt to lớn màn hình tướng trên màn hình lúc này phân chia lấy rất nhiều lớn nhỏ giống nhau cửa sổ nhỏ những này cửa sổ nhỏ phía trên đều hiện lên ra một tấm không cùng loại loại Pokemon ảnh chân dung ảnh chụp mà những hình này chung quanh có rất nhiều dây đỏ những này dây đỏ đem những này cửa sổ nhỏ đều liên tiếp Nhìn lên trước mặt cái này, một mặt mở ra mặt khác màn hình tường, có được phong phú Pokemon tri thức Ellen rất nhanh liền ý thức được phía trên này đồ vật đại biểu cho cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, đó là một tấm Pokemon phối đôi biểu. Cái gọi là Pokemon phối đôi biểu, nó ý là chỉ các loại Pokemon có thể lẫn nhau giao phối Pokemon chủng loại biểu đồ. Cho đến ngày nay, Pokemon trong thế giới một chút Pokemon học giả đi qua nghiên cứu phát hiện, Pokemon không chỉ có có thể cùng đồng loại tiến hành giao phối. Bọn hắn còn có thể cùng những chủng loại khác Pokemon tiến hành giao phối. Nói thí dụ như giống được Kingdra nhưng thật ra là có thể cùng giống cái Milotic tiến hành giao phối, nếu như cả hai sinh ra tới Pokemon là Phoebus. Như vậy cái này một cái phi bus rất có thể sẽ di truyền đến phụ thân Kingdra nắm giữ một chút hệ Dragon chiêu thức. Chính là căn cứ vào cái này thần kỳ phát hiện Pokemon di truyền học cái này ngành học mới sẽ sinh ra. Yasuda tiến sĩ là Pokemon di truyền học bên trong quyền uy chuyên gia thứ nhất, rất hiển nhiên. Bây giờ xuất hiện tại Ellen trước mặt cái này một mặt bày khắp đại lượng Pokemon ảnh chân dung màn hình tường liền là Yasuda tiến sĩ thành quả nghiên cứu thứ nhất. Ellen kiếp trước là một tên yêu quý Pokemon trò chơi cùng anime người, bởi vậy, hắn đối với các loại Pokemon tiến hóa lộ tuyến cùng chiêu thức đều hiểu rõ vô cùng. Nhưng đối với Pokemon di chuyển phương diện này cũng không coi là đặc biệt dài. Trong lúc nhất thời. Đối với các loại Pokemon chi thức đều có một loại nào đó mãnh liệt khát vọng, Ellen lập tức liền bị trước mặt cái này một mặt ẩn chứa phong phú Pokemon chi thức màn hình tường hấp dẫn. Lại quên đi trước tiên phía trước cái kia đứng tại trước màn hình lão già tóc trắng cúi chào cùng nói rõ ý đồ đến. Ngài khỏe chứ, Yasuda tiến sĩ, ta gọi Ellen, là hôm nay đến ngài nơi này nhận lấy starter Pokemon cùng Pokedex người mới trainer cũng may Ellen tự chủ vẫn là rất mạnh hắn rất nhanh liền kịp phản ứng vội vàng hướng trước mặt cái kia một tên đối diện hắn lộ ra xem kỹ ánh mắt lão già tóc trắng rất cung kính cúc khom người sau đó ngôn ngữ rõ ràng nói rõ mình ý đồ đến a à, tương đương ngươi chính là elon a các ngươi hiệu trưởng robert lão già hỏa kia thường xuyên nói với ta về ngươi nói ngươi là hắn dạy bảo học sinh bên trong ưu tú nhất một cái Yasuda tiến sĩ nghe thấy Ellen, nguyên vốn có chút cứng nhắc trên mặt lập tức lộ ra mấy phần nhu hòa tiếu dung, gật gật đầu nói. Robert lão sư hắn quá khen, ta con là có tí khôn vặt mà thôi, ưu tú nhất cái từ này, ta là tuyệt đối không dám làm, so ta ưu tú sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội còn nhiều, rất nhiều. Ellen nghe xong, vội vàng khoát khoát tay, không dám ở Yasuda tiến sĩ trước mặt đón lấy hắn ân sư Robert fan này ca ngợi chi từ. Yasuda tiến sĩ nhìn thấy Ellen khiêm nhường như vậy, trong lòng đối Ellen cái này vãn bối hảo cảm lập tức tăng thêm mấy phần. Nói cũng đúng, bất quá là không phải quá khen, sao còn muốn thử một chút mới biết được ta vừa rồi gặp ngươi đối đằng sau ta cái này một mặt màn hình tường cảm thấy rất hứng thú đâu. Người nói cho ta nghe một chút đi nhìn, nó là cái thứ gì? bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Elon đối phía sau hắn màn hình tường sững sờ Yasuda tiến sĩ lại có chút hiếu kỳ Elon là cái gì có thể đạt được hắn lão hữu Robert cao như vậy đánh giá lập tức mang theo vài phần lão ngoan đồng tâm tư đối Elon dò hỏi tiến sĩ hỏi thăm vấn đề nhất định phải nghiêm túc trả lời tiến sĩ phi thường chán ghét ra vẻ hiểu biết người tiến sĩ rất ưa thích cùng người khác thảo luận Pokemon di truyền học tiến sĩ thích vô cùng có tiếng nói chung người. Ellen nghe thấy Yasuda tiến sĩ hỏi như vậy, trong đầu của hắn lập tức liền hiện ra trở lên những này Thomas vừa rồi cho hắn giới thiệu sơ lược Yasuda tiến sĩ lời nói đến. Trong lòng nhất thời vì đó chấn động, có chút không biết làm sao. Nhưng là, hắn rất nhanh liền ý thức được cái này một cái có thể cho Yasuda tiến sĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng cơ hội nói không chừng còn có thể bởi vậy cùng Yasuda tiến sĩ thành lập được quan hệ tốt đẹp, về sau có thể từ hắn nơi này đạt được trợ giúp. Thế là Ellen đầu bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ý đồ tìm tới một chút liên quan tới Pokemon di truyền tin tức đến. Cuối cùng, Ellen tìm được một cái có thể lệnh Yasuda tiến sĩ cảm thấy hứng thú chủ đề, cái kia chính là Pokemon X Group, nhờ vào kiếp trước từ cái nào đó tên là Pokemon Bách Khoa Trang Web hắn có may mắn từ nơi đó nhìn thấy qua Pokemon SS Group phân loại. Bởi vậy, hắn là biết Pokemon X hết thầy có thể phân là Monster, Quái Thú, water 1, Bác Trùng, Flying, Phi Hành, Phil, Trên Lục Địa, Fairy, Yêu Tinh, Grass, Human, Light, water 2, water 3. Mineral, Khoáng Vật, Amorphous, Không Định Hình, Đi Dragon cái này 14 X Group mà tại Ellen trong nhận thức S group cái này phân loại trước mắt còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nghĩ đến S group cái này đại sát khí về sau, Ellen liền bắt đầu trong đầu điên cuồng chỉnh lý tin tức cùng tổ chức ngôn ngữ. Sau đó nếm thử tại Yasuda tiến sĩ trước mặt nói ra một phen thuộc về mình đối với Pokemon di truyền thô sơ giản lược kiến giải đến quả nhiên làm elon nói ra màn ảnh trước mặt tường là một tấm pokemon phối đôi biểu cùng dẫn xuất s group một chút thô sơ giản lực kiến giải về sau yasuda tiến sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi cả người trở nên hưng phấn lên tựa hồ đạt được cái gì trọng đại linh cảm sau đó yasuda tiến sĩ tự tự hồ quên đi elon tồn tại hắn nhanh chóng từ trong ngăn kéo xuất ra giấy cùng bút sau đó trên bàn quên mình vung vẩy mực nước E lần thấy thế, hắn phi thường thức thời ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Kiên nhẫn chờ đợi trước mặt cái này một tên đã hoàn toàn tiến vào một loại nào đó thần kỳ trạng thái làm việc lão già tóc trắng hoàn thành công tác của hắn. Ha 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 tương đương, thật sự là hậu sinh khảo ý A, à, người mới vừa nói ra cho Pokemon X tiến hành phân loại ý nghĩ phi thường tốt, cho ta rất lớn linh cảm dẫn dắt A, à, thật sự là quá cảm tạ ngươi ước chừng nửa giờ sau, Yasuda tiến sĩ bút trong tay rốt cục dừng lại, hắn lấy cùi trỏ lau lau mồ hôi chán nước, thật sâu thở ra một hơi, sau đó quay đầu một mặt cảm kích nói với Ellen. Mọi người nhiều ném điểm phiếu đề cử A mới thời kỳ, phiếu đề cử rất trọng yếu, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tác giả Jenny hứa hẹn mỗi hơn 7.000 thêm một canh, xin nhờ các vị thân yêu thư hữu lão gia pokemon thời đại vương giả thiết thối thủy thượng phiêu r lựa chọn starter pokemon nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiến sĩ ngài quá khen những cái kia chỉ là ta một chút ý tưởng đột phát mà thôi không có gì lớn bất quá muốn là thật sự có thể trợ giúp cho lời của ngài vậy thật đúng là ta quang vinh may mắn đâu Ellen nhìn thấy Yasuda tiến sĩ bộ biểu tình này cùng nghe thấy hắn theo như lời nói, trong lòng lập tức liền biết hắn tại Yasuda tiến sĩ trong lòng thành công thu hoạch được thêm điểm. Hơn nữa còn là một đợt rất lớn điểm số, vội vàng tiếp tục duy trì khiêm tốn thái độ nói ra. Sẽ người nói chuyện cuối cùng sẽ càng thêm dễ dàng đạt được người khác ưa thích, Ellen những lời này đối với Yasuda tiến sĩ nói tới không thể nghi ngờ là 10 phần thụ dụng trong lòng đối Ellen hảo cảm lập tức lại tăng thêm không ít trong ánh mắt ánh mắt đã từ nhu hòa chuyển biến thành đôi vãn bối thưởng thức đúng tiến sĩ ngài hiện tại có rảnh không nếu như không rảnh ta đợi chút nữa lại đến tốt thừa cơ lần nữa soát một đợt hảo cảm về sau Ellen lập tức liền hướng yasuda tiến sĩ ám chỉ mình lần này tới mục đích thực sự Ai nha, nhìn ta cái này vừa rồi bận bịu, đều vắng đầu, kém chút liền quên ngươi chính sự, hôm nay thế nhưng là ngươi chính thức xuất đạo ngày vui đâu. Tới tới tới, đây là ta vì ngươi chuẩn bị starter Pokemon, theo thứ tự là Chikorita, Totodile cùng sindaki bọn họ đều là ta vận dụng Pokemon di truyền học tri thức tự mình bồi dưỡng ra được Pokemon. Ta dùng tín dự của chính mình cam đoan, bọn hắn tuyệt đối đều là phi thường xuất sắc Pokemon. Yasuda tiến sĩ tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu dốt elon nhất ám kỳ hắn lập tức liền kịp phản ứng cười ha hả nói vừa nói xong hắn liền trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống sau đó từ cái nào đó mã hóa trong ngăn kéo xuất ra ba cái luxury Bow, đồng thời đưa chúng nó một vừa mở ra một giây sau joto ba cái starter pokémon liền một vừa xuất hiện tại elon trước mặt Quả nhiên, xoát hảo cảm vẫn là có nhiều chỗ tốt, nếu như không không có ở Yasuda tiến sĩ trước mặt soát đến vừa rồi cái kia một đợt hảo cảm. Đoán chừng ta được đến starter Pokemon liền là bên cạnh trên bàn cái kia ba cái đi. Ellen nhìn một chút trước mặt cái này ba cái vừa nhìn liền biết phát dục phi thường xuất sắc starter Pokemon sau đó lại dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua bên cạnh cái kia ba cái vỏ ngoài mặt ấn có clip lá cây, út tơ, giọt nước cùng phai, hỏa diệm ấn ký phổ thông Pokebo, trong lòng không khỏi thầm nói. Một bên là dùng Luxury Bo chứa, một bên là dùng phổ thông Pokebo chứa, cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Trong lòng vừa rồi ý nghĩ, Ellen tự nhiên là đánh chết cũng không có thể nói ra hắn cấp tốc đem ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trước mặt cái này ba cái rõ ràng là Yasuda tiến sĩ hàng lậu Zoto Starter Pokemon phía trên Ellen tại Goldenrod học viện đi qua 6 năm thời gian hệ thống học tập đối với các loại Pokemon tri thức đều có không sai dự trữ bởi vậy hắn cũng hơi có thể thông qua đối Pokemon bề ngoài tiến hành quan sát từ đó đánh giá ra cái này một cái Pokemon tư chất tốt xấu vô luận từ Pokemon lông tóc hoặc là màu da, rực rỡ, còn là từ Pokemon hình thể, răng, móng vuốt cùng tinh thần diện mạo đến xem. Bây giờ xuất hiện tại Ellen trước mặt cái này ba cái Zoto Starter Pokemon đều là phi thường chất lượng tốt Pokemon. Với lại nghe Yasuda tiến sĩ, cái này ba cái starter Pokemon đều là hắn thông qua Pokemon di truyền tri thức bồi dưỡng ra tới, đây cũng là nói bọn hắn khẳng định đều nắm giữ lấy một chút rất không tệ di truyền chiêu thức. Đáng tiếc, nếu Ellen không cùng Thomas tiến hành nói chuyện với nhau cùng không thành công từ Yasuda tiến sĩ cái này lấy được hảo cảm. Hắn có lẽ sẽ ngoan ngoãn từ trước mặt cái này ba cái starter Pokemon bên trong làm ra chọn lựa. Nhưng là hiện tại, Ellen cảm thấy mình còn có thể có được lựa chọn tốt hơn tại cùng thomas trước đó trong lúc nói chuyện với nhau Ellen liền biết được yasuda tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong starter pokemon xa xa không chỉ joto địa khu cái này ba loại canto huen sino anova carlos alola thậm chí cực là xa xôi galer địa khu starter pokemon tại cái này sở nghiên cứu bên trong cũng là có tại biết nơi này thế mà có được nhiều như vậy cái khác địa khu starter Pokemon, tăng thêm Yasuda tiến sĩ hiện tại tựa hồ phi thường tốt nói chuyện. Ellen tự nhiên là sinh ra muốn thu hoạch cái khác địa khu starter Pokemon tâm tư. Dù sao tại Ellen trong ấn tượng, Joto địa khu starter Pokemon mặc dù không tệ, nhưng so với cái khác địa khu starter Pokemon thật sự là có chút khó coi nhất là cùng canto cùng hoen hai cái này địa khu starter pokemon so sánh vậy đơn giản là một trời một vực là như vậy tiến sĩ ta vừa rồi từ thomas tiên sinh nơi đó biết được ngài nơi này còn có cái khác địa khu starter pokemon cho nên ngài có thể hay không cho ta cái khác địa khu starter pokemon đâu ngài khả năng không biết ta tổ tiên nhưng thật ra là Anova bên kia tới, cho nên trong nhà cất giữ trên nơ bút ký rất nhiều đều là liên quan tới Anova địa khu Pokemon. Bởi vậy ta từ nhỏ liền đối hợp tung địa khu Pokemon tình hữu độc chung, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể từ ngài cái này lấy được một cái Anova địa khu Starter Pokemon. Ellen trong lòng tổ chức tốt ngôn ngữ sau đó liền đối trước mặt yasuda tiến sĩ lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí nói ra ta liền nói đâu ngươi cái này một cái nói ra một ngụm thuần khiết goldenrod city nơi đó khẩu âm joto người tại sao có thể có một cái người phương tây danh tự nguyên lai like, tổ tiên là anova bên kia lo nghĩ của ngươi, ta đại khái là xem hiểu, có câu nói rất hay, tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất mình, không có vấn đề, ta cho ngươi đổi. Yasuda tiến sĩ nghe thấy Ellen nói như vậy, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu, không chút muốn đáp ứng Ellen cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngai. Ellen đạt được Yasuda tiến sĩ khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức vô cùng vui vẻ, vẻ mặt tươi cười nói ra. Mặc dù tâm hắn biết Kanto cùng hoen hai cái này địa khu starter Pokemon bởi vì là có thể mega tiến hóa nguyên nhân mà hậu kỳ tiềm lực cao hơn. Nhưng trên tay hắn nhưng không có nguyên bộ phương pháp huấn luyện. Nếu là lựa chọn hai cái này địa khu starter Pokemon, hắn còn muốn tự hành tìm tòi, vậy thì thật là tốn thời gian phí sức, thậm chí khả năng tốn công mà không có kết quả. Mở đầu giai đoạn khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn chắc trở. Ngược lại là bởi vì là tổ tiên ba đời trên đều đến từ Anova, Anova địa khu starter Pokemon cụ thể bồi dưỡng phương pháp, hắn ngược lại là hiểu rõ vô cùng. Nếu như hắn lựa chọn Anova starter Pokemon, cái kia huấn luyện sự tình đem sẽ làm ít công to, hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng lên thực lực của mình. Không cần lo lắng sơ kỳ sẽ kinh lịch một đoạn phi thường dài phát dục kỳ, từ đó bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Liên minh vì cổ vũ người mới trên Nơ mỗi một năm đều sẽ tổ chức rất nhiều cực kỳ tuyệt vời hoạt động, nếu như có thể nắm chắc những cơ hội này. Ellen tương lai trên Nơ con đường khẳng định sẽ bằng phẳng rất nhiều. Việc rất nhỏ mà thôi, ngươi chờ một lát a. À. Yasuda tiến sĩ nhìn thấy Ellen này tấm hoan thiên hỉ địa bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi vui lên, tiếp tục vừa cười vừa nói đối với Yasuda tiến sĩ nói tới, thay đổi cái khác địa khu starter Pokemon chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đối với Elon vừa rồi cung cấp cho mình to lớn linh cảm dẫn dắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó, hắn liền lập tức dùng Luxury Bodem đem ba cái Zoto Starter Pokemon thu lại, sau đó thả lại trong ngăn kéo, ngay sau đó lại mở ra một cái khác mã hóa ngăn kéo. Từ bên trong lại lấy ra ba cái Luxury Bo đi ra. Rất nhanh, Anova địa khu ba cái starter Pokemon Snivy, Osawod cùng Tepic liền phân biệt xuất hiện ở trong mắt Ellen. Cùng trước đó ba cái Zoto starter Pokemon mới xuất hiện cái này ba cái starter Pokemon đồng dạng để cho người ta vừa nhìn liền biết là tư chất bất phàm Pokemon, tinh thần khí mười phần sung mãn sơnivi Osawat, tepic đều ở nơi này chọn một con a yasuda tiến sĩ đem ba cái starter pokemon phóng xuất ra về sau liền lập tức đối Ellen thúc giục nói hắn vừa rồi đã từ trong lỗ tai ẩn tính máy truyền tin hiểu rõ đến hạng hai tới nhận lấy starter pokemon cùng pokedex người đã ở ngoài cửa chờ Cân nhắc đến không thể khiến người khác nhìn thấy hắn nặng bên này nhẹ bên kia, hắn nhất định phải để Ellen mau chóng hoàn thành chọn lựa. Ba cái starter Pokemon tại nhìn thấy Ellen về sau, có lẽ là bởi vì là cá tính nguyên nhân, ba cái biểu hiện ra tư thái các có khác biệt. Snivy tính cách ngạo kiều, trực tiếp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dùng màu nâu mắt to nhìn xéo lấy Ellen. Osawa tính cách quái gở, vừa ra tới liền cùng mặt khác Sonivi cùng Tepic kéo dài khoảng cách, sau đó liền lấy ra ngực phiến sò biển, ngay sau đó giống tại mài đao. Bắt đầu liền mặt đất chuyên tâm đối thủ bên trong phiến sò biển rèn luyện. Tepic tính cách lười biếng, tựa hồ đối với hết thảy đều sinh không nổi nhiệt tình, trực tiếp đổi cái tư thế thoải mái nằm xuống, sau đó trên mặt đất ngủ dậy cảm giác đến. Tốt tiến sĩ, vậy ta liền lựa chọn hắn. Ellen nghe thấy Yasuda tiến sĩ nói như vậy, gật gật đầu, sau đó hơi đối diện ba vị trí đầu con Pokemon tiến hành một phen đơn giản quan sát về sau. Hắn liền trực tiếp dùng ngón tay hướng trong đó một cái Anova Starter Pokemon, nghiêm túc hồi đáp. Pokemon thời đại vương giả thiết thối thủy thượng phiêu R chân chính ban đầu Pokemon. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com mười mấy phút sau, Ellen liền đi ra Yasuda sở nghiên cứu, mà lúc này đây, trên người hắn đã nhiều hơn một cái Luxury Ball, một cái tinh mỹ Pokédex cùng sáu cái Outra Ra đi, ta tốt dựng đương. Bởi vì xe còn không có đến, Ellen một mình tại cột mốc đường bên trên công cộng nhựa plastic trên ghế dài ngồi cũng nhàm chán, thế là, hắn liền từ trên thân lấy ra Luxury Ball đem bên trong vừa mới thu hoạch được starter Pokemon phóng xuất ra. Một giây sau, một cái mọc ra một cái tròn trịa màu trắng đầu, mặc trên người một kiện trang phục màu xanh lam, ngực mọc ra một cái vỏ sò. Mắt đen thật to hạ cùng thật to hình bầu dục cái mũi tả hữu sát vách mọc ra ba điểm tàn nhang đáng yêu Pokemon liền xuất hiện tại Ellen trước mắt. Đúng vậy, Elon cuối cùng lựa chọn Pokemon chính là Oshawott cái này một cái Anova địa khu hệ water Starter Pokemon. Ellen sở dĩ chọn hắn, rất lớn nguyên nhân là nhìn chúng ánh mắt của hắn, Ellen tuyệt đối không có nhìn lầm, đó là một loại tràn đầy tự tin và cao ngạo ánh mắt. Đồng thời còn loáng thoáng địa để lộ ra cứng cỏi cùng quyết tuyệt nhất là làm Osawa xuất ra ngực phiến sò biển vô cùng chuyên tâm tiến hành rèn luyện thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, Ellen phảng phất đối mặt cũng không phải là một cái Pokemon, mà là một tên đang chuyên tâm rèn luyện trong tay lưỡi dao đao khách. Ellen không rõ ràng cái này một cái lần thứ nhất gặp mặt Osawa vì sao lại lộ ra ánh mắt như vậy, nhưng hắn biết rõ cái này một cái osawat đi qua trưởng thành lịch trình khẳng định không phải bình thường tại hắn trong hai mắt elon nhìn thấy hắn khát vọng đối với lực lượng từ khi bắt đầu hiểu rõ pokemon đến nay elon thấy qua pokemon rất nhiều nhưng hắn nhìn thấy pokemon đại đa số đều là thuộc về hết ăn lại nằm loại hình pokemon cùng nhân loại bọn hắn đồng dạng có tình cảm cũng sẽ suy nghĩ tự nhiên mà vậy bọn hắn cũng cụ bị tính chơ đại bộ phận Pokemon tại thích ứng xã hội loài người bên trong áo cơm không lo sinh hoạt về sau, bọn hắn thường thường cũng liền mất đi lòng cầu tiến, mỗi ngày được trăng hay chớ. Trừ phi trainer ép buộc huấn luyện nếu không sẽ rất ít chủ động đi rèn luyện mạnh lên. Cường giả sở dĩ là cường giả, đó là bởi vì bọn hắn có được cái này một viên viễn siêu thường nhân cứng cỏi quyết tâm lười biếng cái này nghĩa xấu trên cơ bản là không thể nào ra hiện trên người bọn hắn. Bởi vậy, theo Ellen, một cái rõ ràng đã qua bên trên áo cơm không lo sinh hoạt nhưng như cũ khát vọng mạnh lên Pokemon, dù là hắn tư chất lại thế nào không tốt. Vậy cũng cụ bị thành là cường giả vốn liếng. Trước đó Yasuda tiến sĩ lấy ra ba cái Anova địa khu starter Pokemon bên trong, Ellen trước tiên bài trừ rơi starter Pokemon liền là Tepic. Tepic vừa ra tới liền nằm rest đi ngủ, cái này hoàn toàn liền là một bộ đã đắm chìm ở an nhàn trạng thái Pokemon bộ dáng. Ellen đoán chừng cái này một cái Tepic lòng cầu tiến đoán chừng đã còn thừa không có mấy, nếu như hậu kỳ không thể tự giữ mình tỉnh ngộ, kích phát tiềm ẩn lòng cầu tiến, dù là thiên phú cho dù tốt. Thành tựu cũng có hạn. Ellen trước mắt cũng chính là một tên vừa mới hoàn thành việc học không lâu người, còn không có triển khai lữ hành, trong tay tích lũy tài nguyên còn chưa đủ giàu có, không thể tùy ý tiêu xài lãng phí. Bởi vậy hắn là không thể nào tốn hao thời gian quá dài cùng ma chốc khí đi chuyên môn để cái này một cái đã thành thói quen cuộc sống an giật tepic chuyển biến tính tình. Về phần Sonivy, Ellen ở trên người nàng nhìn thấy là một tên bị làm hư công chúa, trời sinh tính vô cùng ngạo kiều. Không coi ai ra gì cái từ này dùng để hình dung nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ellen lúc tư thái thật sự là không có gì thích hợp bằng. Sắp triển khai lữ hành Ellen trước mắt cần nhất là một tên đáng tin đồng bạn, tuyệt đối không là cái gì trái lại còn cần hắn toàn lực a hộ ngạo kiều công chúa, dạng này mặt hàng cho dù là lấy lại Ellen cũng không cần, chỉ có sao Ellen ở trên người hắn nhìn thấy lòng cầu tiến cùng đáng tin hai cái này từ. Đương nhiên, Osawat cũng là có thiếu điểm, cái kia chính là cao ngạo, mặc dù hắn cũng không có giống Sonivi như thế không coi ai ra gì, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trước mắt đối Ellen tán đồng cảm giác là một điểm đều không có. Cũng tỉ như tình huống hiện tại, làm Ellen đem Osawat phóng xuất ra, sau đó ôn tồn cùng hắn chào hỏi, nhưng Ellen lấy được lại là Osawat đối xử lạnh nhạt. Ai tương đương, xem ra là thật muốn chính diện đánh bại hắn mới được đâu. Ellen gặp Osawat chừng mắt liếc hắn một cái về sau, liền đưa lưng về phía hắn bắt đầu chuyên tâm rèn luyện vỏ sò, hoàn toàn một bộ không nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi hơi cảm thấy sọ não đau nhức. Trong lòng thở dài nói. Ellen không phải một cái ưa thích ngốc các loại người, chủ động xuất kích mới là phong cách của hắn, hắn từ Yasuda tiến sĩ nơi đó giải được Osaword mặc dù cao ngạo nhưng lại hết sức háo chiến. Đối những cái kia so với hắn lợi hại Pokemon phi thường tôn trọng. Bởi vậy có thể thấy được Osaword là một cái phi thường tôn trọng cường giả Pokemon, Ellen nếu là muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được Osaword tán thành, đem hắn chính diện đánh bại là hữu hiệu nhất phương pháp. Vừa nghĩ tới sự tình có thể sẽ phát triển đến như thế, Ellen lập tức liền từ áo khoác túi lấy ra một cái ao cha ra. Một giây sau, Ellen liền đem Pokebo bên trong Pokemon phóng xuất ra, một cái thể trạng 10 phần cường tráng Smeargle lập tức xuất hiện tại Ellen trước mặt so với thành năm Smeargle chỉ có 12 mét thân cao, Ellen vừa mới thả ra cái này một cái Smeargle không chỉ có thể trạng cường tráng, thân cao cũng đạt tới 15 mét. Đứng lên cùng Ellen cao không sai biệt cho lắm. Với lại Smeargle cách ăn mặc cũng mười phần thú vị, mặc trên người một kiện đo thân mà làm màu trắng cách đấu phục, hai tay còn mang theo một đôi không biết tên chất liệu màu đen bao cổ tay tay trái mặc lấy một cái đặc thù chế tác màu đen bao tay bao tay mặt ngoài có kèm theo một cái chỉ có thể bao trùm nên mu bàn tay vi hình thiết thuẫn vạm vỡ nhưng không mất mỹ cảm trên hai chân mặc một đôi màu đen dày chạy bộ cái đuôi thật dài lúc này như là đai lưng quấn ở bên hông hắn vừa lúc đi ra còn nhanh nhanh nhắm ngay không khí vung đánh ra số quyền mỗi một quyền đều mang theo rất nhỏ tiếng xé gió cái này một cái không giống bình thường Smeargle, để cho người ta nhìn thấy cảm giác đầu tiên tựa như là một tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Ellen tới đến Pokemon thế giới đã có 12 năm, đã trải qua thời gian 12 năm, hắn làm sao có thể còn không có mình Pokemon đâu. Trên thực tế, tại Alan 10 tuổi sinh nhật ngày đó, ở cái thế giới này thuận lợi hoàn thành trưởng thành lễ hắn liền đã thu được trong đời cái thứ nhất Pokemon nói chính xác là một cái kia Smeargle Pokemon X. Một thế này, phụ thân của Ellen William Adolph là liên minh một tên hộ lâm viên, mẫu thân Fujiwara Minako thì là Joto địa khu một tên có chút danh tiếng họa sĩ. Cái này một cái Smeargle Pokemon X liền là mẫu thân hắn Smeargle sinh ra tới. Trải qua thời gian 2 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, Elon đã đem cái này một cái tự tay nuôi lớn Smeargle bồi dưỡng thành một cái có không tầm thường sức chiến đấu Pokemon. Bất quá Ellen trong 2 năm qua đều không thế nào bắt hắn tiến hành Pokemon chiến đấu, khi còn bé cũng là đem hắn nuôi trong nhà. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài bên trong rất ít người biết trong tay hắn bên trên có như thế một cái không giống bình thường Pokemon. Đối với thân cao chỉ có 0,6 mét Osawat nói tới, thân cao khoảng chừng 15 mét lại thể trạng cường tráng Smeagol tuyệt đối là một cái phi thường có tính uy hiếp sinh vật. Nhất là cái này sinh vật đang dùng hắn cái bóng bao phủ hắn lại nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Chỉ một thoáng, đang chuyên tâm rèn luyện vỏ sò Osawut tựa như một cái bị đạp cái đuôi mèo, lập tức say người, sau đó hai tay cầm trong tay phiến sò biển, một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt Smeagol. Pokemon thời đại vương giả thiết thối thủy thượng phiêu R Pokedex. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Giới thiệu một chút đi, Osawat, đây là ngươi tiền bối Smeargle. Smeargle, đây là Osawat, là mới đồng bạn, phải thật tốt ở Trung A. Ellen nhìn thấy Osawat bộ dáng này, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lập tức phân biệt hướng Osawat cùng Smeargle tiến hành giới thiệu rát lỗ tương đương, Smeargle từ nhỏ liền bị Ellen nuôi lớn, đối với Ellen, đây tuyệt đối là nói gì nghe nấy, tính tình cũng tương đối ôn hòa, bây giờ nghe thấy Ellen nói như vậy. Trên mặt lập tức đối trước mặt Osawut lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, chủ động hướng hướng về phía trước cúi người cùng duỗi ra một cái tay. Đáng tiếc, Osward đối mặt Smiego lần này hiền lành lần đầu gặp mặt thương lượng, hắn vẫn như cũ thờ ơ, trong tay Scanchop vẫn như cũ thẳng tắp chỉ hướng lấy Smiego. Trong mắt cảnh giác không có chút nào giảm bớt. "Osward, xem ra ngươi đối với chúng ta thật đúng là không có chút nào tán thành đâu, bất quá ta nghe Yasuda tiến sĩ nói, ngươi rất tôn trọng cường giả." Như vậy chúng ta liền dùng một trận Pokemon đối chiến đến thật tốt nhận thức một chút lẫn nhau đi, thế nào? Ellen gặp Osawood vẫn như cũ không nguyện ý tiến hành giao lưu, đành phải lần nữa hít một tiếng, sau đó vượt qua Smeargle đi vào Osawood trước mặt. Nhìn thẳng Osawood cặp kia lạnh lùng thêm cảnh giác hai mắt nói ra. Quả nhiên, chính như Yasuda tiến sĩ nói như vậy, Osawood hết sức háo chiến, hắn nghe thấy Ellen nói như vậy. Nguyên bản một mực không có cái gì tâm tình chập chờn, ánh mắt lập tức phát sinh một tia biến hóa, con mắt lực chú ý cũng lập tức từ Ellen chuyển rời đến Ellen sau lưng Smiego trên thân. Lai lai tương đương, vài giây đồng hồ về sau, Osawut liền đem trên tay phiến sò biển một lần nữa thả lại ngực, sau đó đối Ellen gật gật đầu nói, lạnh lùng trong mắt to lúc này lộ ra vẻ hưng phấn rát lỗ tương đương, Smiego biết được mình đợi lát nữa đối thủ sẽ là trước mặt Osaward, hắn lập tức đi lên trước, hai tay ôm ngực từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Osaward mấy giây, sau đó nhắm mắt lại. Tay phải một ngón tay dựng thẳng lên, ngay sau đó một bên khoát tay chỉ cùng lắc đầu, một bên phát ra một tiếng mang theo ton khiêu khích hương vị cry tiếng kêu một giây sau osaworld nhìn về phía smeagol ánh mắt liền thay đổi trở nên phong mang tất lộ mà smeagol lần này cũng lập tức mở to mắt không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào osaworld hai cái pokemon nhìn chòng chọc vào đối phương một cỗ vô hình mùi thuốc súng bắt đầu ở giữa song phương tràn ngập ra đối ở trước mắt cái này đột nhiên phát sinh sự tình, Ellen không có nhúng tay, hắn liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem, để hai cái Pokemon chiến đấu nhiệt tình tự phát tính không ngừng tăng vọt. Bất quá Ellen cuối cùng không để cho hai cái Pokemon lập tức đánh nhau, bởi vì là xe buýt tới, hắn cấp tốc dùng Pokebo tạm thời ngăn lại hai cái Pokemon rằng co. Sau đó từ trên thân lấy ra một tờ giao thông công cộng phổ thông thẻ thuận lợi trên mặt đất xe. Ellen hôm nay vận khí rất không tệ, hắn lần nữa tại cuối cùng sắp xếp tìm được một cái trống không chỗ ngồi xuống, bởi vì nhàn vô sự. Hắn liền từ trong túi áo lấy ra vừa mới nắm bắt tới tay không lâu Pokédex. Cùng Ellen trong ấn tượng tiểu trí cầm tới đời thứ nhất Pokédex, trong tay hắn cái này một cái Pokédex bề ngoài đồng dạng bị sơn thành toàn màu đỏ, lớn nhỏ một cái như cùng một bộ bốn tắc điện thoại trượt đóng loại hình chỉ cần vừa mở ra phía trên nhỏ màn hình liền sẽ tự động cho thấy elon ảnh chân dung cũng lại nói rõ thân phận của elon cùng ban phát cái này pokédex pokémon tiến sĩ là ai mặc dù cầm tới tay chỉ là first generation pokédex nhưng elon cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng bởi vì là yasuda tiến sĩ nói cho hắn biết pokédex bên trong đã ghi vào pokémon liên minh tất cả đã phát hiện pokémon đơn giản tư liệu cho nên không cần lo lắng sẽ xuất hiện kiểm tra không đến đi qua Pokédex quét xem Pokemon. Trừ cái đó ra, Pokédex những chức năng khác đều là đầy đủ mọi thứ. Pokédex công năng có cái nào đâu? Yasuda tiến sĩ ở phương diện này cho Ellen làm ra đơn giản giới thiệu, kỳ chủ tranh công có thể hết thầy có thể phân là ba cái. Cái thứ nhất công năng tự nhiên là phân biệt công năng người nắm giữ chỉ cần đem pokédex nhắm ngay trước mặt pokémon tiến hành quét hình pokédex liền có thể trước tiên biểu hiện pokémon đơn giản tư liệu đối pokémon đẳng cấp tiến hành so sánh là tinh chuẩn ước định đồng thời tiến hành đơn giản giới thiệu nói rõ chức năng này đối với những cái kia khuyết thiếu pokémon tri thức Trainer nói tới rất là trọng yếu nó có thể làm cho Trainer rõ ràng ý thức được mình cùng trước mặt gặp phải pokémon thực lực sai biệt từ đó làm ra sáng suốt quyết định thứ hai là tư chất ước định chức năng này tuyệt đối là pokédex trọng yếu nhất công năng có một không hai chính là bởi vì là có chức năng này mới khiến cho nắm giữ lấy pokédex liên minh trên nơ trở nên cao đại thượng bất quá chức năng này cần phải phối hợp pokébo mới có thể sử dụng hơn nữa còn là từ liên minh chế tác được pokébo mới có thể chỉ cần thỏa mãn điều kiện này Trainer liền có thể thông qua Pokédex đối Pokébo bên trong Pokémon tiến hành tư chất ước định. Ngoại trừ tư chất ước định bên ngoài, Pokédex còn có thể phối hợp Pokébo đối Pokébo bên trong Pokémon tiến hành kỹ năng cùng đặc tính phân biệt. Từ đó để Trainer phi thường trực quan rõ ràng Pokémon nắm giữ chiêu thức cùng có đặc tính tại anime bên trong hôn cái này một tên tiểu trí tại sino địa khu kình địch lúc trước liền là dựa vào pokédex chức năng này đến sàng chọn ưu tú pokémon đáng nhắc tới chính là pokédex phi thường hy hi hữu liên minh sẽ chỉ ban phát cho những cái kia ưu tú liên minh trên nơ hậu duệ cái thứ ba công năng là thân phận khóa chặt Chức năng này chủ yếu là phòng ngừa Pokédex xuất hiện mất đi tình huống, bởi vì chức năng này tồn tại, mỗi một cái Pokédex chỉ có thể từ nó chân chính người nắm giữ tiến hành sử dụng. Những người khác sử dụng là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này nhỏ đạo cụ hẳn là ta người, xuyên Việt này là số không nhiều nhỏ hách đi, về sau có thể hay không thu phục đến tốt Pokemon liền phải dựa vào nó. Ellen nhìn trong tay Pokédex, trong lòng có chút tự diễu thầm nghĩ. Đúng vậy, Ellen thân là người xuyên Việt, hắn ngoại trừ mang theo trí nhớ của kiếp trước mà tương đối sớm quen bên ngoài. Cũng không có giống rất nhiều người xuyên Việt tiền bối như thế tự thân mang theo đủ loại nghịch thiên hách. Không thể không nói, điểm này một mực để Ellen rất là tiếc nuối, thậm chí có chút canh cánh trong lòng e lần là phải thiết thực người, hắn rất nhanh liền đem trong đầu những thứ vô dụng kia huyễn tưởng ném sau ót. Sau đó từ trong túi áo xuất ra chứa Smeargle phổ thông Pokebo cùng chứa Osawood Luxury Ball. ngay sau đó dùng Pokedex đối bọn chúng tiến hành quét hình. Rất nhanh, Smeargle cùng Osawood tài liệu cặn kẽ liền lần lượt xuất hiện tại Ellen trong mắt. Không tệ không tệ, ta nhìn chúng Pokemon vẫn là vô cùng không tệ. Ellen nhìn xem Pokédex trên màn hình biểu hiện hai cái Pokemon tư liệu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng rất là thỏa mãn thầm nghĩ. Pokemon, Smeargle đẳng cấp, level 32 thuộc tính, đặc tính, giới tính, giống được mang theo đạo cụ. Không HP tư chất, 28, 31, công kích tư chất, 28, 31, phòng ngự tư chất, 24, 31 đặc công tư chất, 26, 31, đặc phòng tư chất, 27, 31, tốc độ tư chất, 27, 31, cá thể tổng giá trị, 160 đẳng cấp kỹ năng, tạm thời không vạch trần, di truyền kỹ năng, không truyền thụ kỹ năng, không Pokemon, Osawa đẳng cấp, level 15 thuộc tính, nước đặc tính, torrent giới tính. Giống được mang theo đạo cụ.

Taco, Tail Whip, Vẫy Đuôi, Water Gun, Water Sport, Nghịch Nước, Focus Energy, Tụ Khí Di Truyền Kỹ Năng. Tạm thời không vạch trần, truyền thụ kỹ năng. Razor Cell, Lĩnh Ngộ.